Rồi bây giờ cũng được khoảng 50, hơn 50 bạn rồi, chúng ta bắt đầu các em nha. Các bạn trước khi mà các bạn có nghe mình nói không? Có. Rồi trước khi chúng ta bắt đầu á, các bạn vô cái LMS của các bạn nhé. Các bạn vô cái LMS của các bạn giúp mình với. Các bạn vô hết chưa? Vô chưa các em? Mấy đứa vô chưa hè? Vô rồi. Rồi nó có một số cái phần, ví dụ như ở trên phần thông báo á, các bạn có thấy cái phần thảo luận nhóm, ví dụ như thảo luận nhóm A, thảo luận nhóm B, thảo luận nhóm C không? Thấy. Chị thấy cái phần thảo luận nhóm của mình thôi đúng không? Thì cái phần đó là mỗi lần mà mình nói hoạt động nhóm á, thì các bạn lên đó thảo luận để mình vô mình coi các bạn thảo luận cái gì và chấm điểm căn cứ cho những cái phần thảo luận đó. Kết hợp với mà các bạn trình bày phần của nhóm mình nghe các em nghe. Tiếp tục kéo xuống có một cái phần gọi là phần bài báo. Các bạn có thấy phần bài báo không? Thấy. Rồi nó có một cái folder tên là bài báo chủ đề trình bày nhóm. Các bạn thấy cái phần bài báo chủ đề trình bày nhóm không? Thấy. Rồi sau khi vô trong cái bài báo chủ đề trình bày nhóm đó, các bạn thấy bao nhiêu bài báo? Một. Đúng rồi, lớp mình có 10 nhóm, đúng không? Mình đưa cho các bạn 11 bài báo. Mỗi nhóm chọn một bài báo khác nhau. Nói chung là mình cho một cái extra để mà có thể có cái sự lựa chọn. Nhưng mà mỗi nhóm chọn một bài báo khác nhau và nghiên cứu bài báo này để mà trình bày trên cái cơ sở như thế nào. Ví dụ mục tiêu của bài báo là gì? Trong cái mục tiêu đó thì mục tiêu lớn là gì? Mục tiêu nhỏ là gì? Các bạn sẽ chuẩn bị bài PowerPoint theo cái sườn như vậy. Rồi với mục tiêu lớn và mục tiêu nhỏ đó, các bạn đã cái tác giả họ đã sử dụng cái phương pháp nào, với phương pháp đó người ta cho ra cái kết quả gì, và như vậy bài báo đó tìm ra cái điểm mới nè. Được chưa? Cái phần này là cái phần tiểu luận, cái phần và bài báo trình bày và tiểu luận của các bạn. Tiểu luận chứ thật ra nó chỉ có 1 đến 2 trang A4 thôi. Được chưa các em? Nắm được chưa? Có thắc mắc gì không? Để dụ mà hai nhóm chung chủ đề thì sao không? Không thể trùng được, có 10 nhóm mà mình cho đến 11 chủ đề lận. Cho nên bắt buộc không được chọn trùng chủ đề. Có 11 coi lớp thì chỉ chia có 11 nhóm thôi, mà có đến 11 lớp thì 10 nhóm mà mình có đến 11 bài báo, nên bắt buộc các bạn phải thống nhất với nhau để không trùng chủ đề lớp chữ nha. Chứ không trùng thì cả lớp chọn cái luôn cho rồi. Đúng không? Rồi các bạn có thắc mắc gì không? Vì cái này nó chiếm một phần điểm khá lớn của các bạn và có liên quan đến phần thi của các bạn. Có thắc mắc gì không các em? Mấy đứa? Lớp mình đâu hết rồi hả? Có thắc mắc hay có ý kiến gì không để mình chuyển qua phần tiếp theo? Chắc là không. Rồi vậy nghe thống nhất như vậy. Và cái bài này nó sẽ được trình bày vào tuần sau, tại vì tuần này chúng ta học hình như là ba năm buổi đúng không em? Tuần này chúng ta sẽ học 5 buổi môn này. Các buổi của tuần trước á thì nghỉ, cho nên mình đã xếp lại cái thời khóa biểu á. Các buổi tuần trước nghỉ, tại tuần trước mình chỉ học được một buổi thứ hai đúng không? Cho nên là 3 buổi còn lại là đã được xếp lại thời khóa biểu.
Tuần này chúng ta sẽ họp vào tuần sau nữa, cho nên làm những cái bài báo này các nhóm thống nhất để làm việc với nhau sớm để vào những cái buổi tuần sau, tức là tuần sau chúng ta có 2 buổi, mỗi buổi 3 tiếng đó, thì các nhóm 10 nhóm sẽ trình bày những cái bài này, thống nhất chưa? Được chưa các em? Rồi. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ thấy ở trong, cũng ở trong cái phần bài báo này nhưng mà không phải của cái tập tin đó, là có những cái bài báo với cái tên ví dụ như là aerobic nè, anaerobic nè, vân vân, các bạn có thấy không? 4 cái bài báo nằm bên ngoài đó, thì những cái bài báo này sẽ được sử dụng hoạt động nhóm trong quá trình học các em nha, cũng trong cái phần bài báo luôn, cho nên là các em lưu ý. Các nhóm thì có thể về coi trước hoặc như thế nào đó thì trong quá trình học sẽ cùng làm với nhau, ví dụ như biotech and you nè, applications, thì là trong cái quá trình học thì sẽ các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái phần bài báo này. Cái thứ hai nữa là mình cũng lưu ý là cái bài đầu tiên á, cái bài tập đầu tiên ở trên cái phần bài tập á, là cái bài một, bài tập 1 mà mình ghi mở đóng ngoặc cúp điện đó, thì mình sẽ không có chấm tại vì nó sẽ tương ứng với cái mà cái nguyện vọng của các bạn, và hôm đó thì có một số bạn bị cúp điện cho nên mình sẽ không chấm cái bài này. Nhưng kể từ hôm nay á, khi mình đưa bài tập lên á, thì hầu hết các bài tập sẽ được chấm, hầu hết các bài tập sẽ được chấm. Và những cái người trò trên hệ thống thì các bạn chắc học kỳ trước các bạn biết rồi, nó sẽ có đúng giờ và trễ giờ, thì với những cái bài tập mà trễ giờ á, thì sẽ không có chấm và điểm, dù có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa thì điểm không thể nào chấm bằng với những điểm các bạn nộp đúng giờ, lưu ý như vậy các bạn nghe. Cho nên là khi mình ra bài tập hay là ra homework, tức là ra bài bài tập là dạng bài tập trên lớp, và có một cái dạng mình sẽ ký hiệu là homework hoặc là tức là bài tập về nhà đó, thì các bạn sẽ làm và lưu ý là cho nộp bài đúng giờ giúp mình. À, mình cũng không điểm danh trong lớp nhưng mà các bài tập vì phải nộp bài đúng giờ cho nên tức là ở trong lớp đã đi học vào thời điểm đó, cho nên là trong lớp mình sẽ không có cái vụ điểm cho các bạn nên điểm danh em có gì đâu, nhưng mà khi có làm bài tập trong 10, ví dụ một cái bài tập mà trong vòng 20 phút phải nộp á, thì những bạn nộp đúng á, là những bạn có đi học đúng chưa, còn những bạn nộp trễ 1 2 tiếng thì chứng tỏ là sau đó mới lên, thì cái đó là một hình thức điểm danh cùng với làm bài tập của mình rồi, thì mình thống nhất như vậy nghe cả lớp nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần học tiếp theo, thì chờ một bạn trong lớp tóm tắt cho mình biết là bữa trước chúng ta đã học những cái gì rồi. Vũ Ngọc Thùy Vân. Vũ Ngọc Thùy Vân đâu? Dạ có. Ừ, tóm tắt bữa trước chúng ta học cái gì? Dạ. Rồi mình cho các bạn chuẩn bị 3 phút, 5 phút để tóm tắt lại. Chắc là coi lại bữa trước chúng ta đã học cái gì? Tóm tắt lại cho cả lớp nghe. Dạ hôm bữa thì mình có chia nhóm rồi trình bày về dạ không khí với đất nước rồi. Ừ. Rồi gì nữa không? Dạ hết rồi. Bữa trước mình chỉ học cái trình bày không khí với đất nước đó thôi, cái đó là cái slide cuối cùng mà, còn những cái slide trước là học về cái gì? Các bạn nào giúp bạn Thùy Vân không? Đinh Thế Phong. Đinh Thế Phong đâu? Không đi học phải không? Bùi Phạm Ngọc Thảo, Bùi Phạm Bảo Ngọc. Dạ, cô là ngoài cái mà cái
chia nhóm ra để nói về cái ảnh hưởng của các ngành công nghiệp hay là nông nghiệp, vận tải, dân sự gì đó, thì chúng ta còn học về một số cái khái niệm, ví dụ như là vai trò của công nghệ sinh học môi trường, công nghệ sinh học hiện đại, công nghệ sinh học môi trường, công nghệ sinh học truyền thống, với cả công nghệ sinh học là gì. À, đúng rồi. Thì cái bữa trước gần như được gọi là mở đầu thì các bạn thấy là dẫn dắt cho các bạn từ là công nghệ sinh học là gì cho đến trong cái công nghệ sinh học đó nó được phân loại thành những cái dạng nào và công nghệ sinh học môi trường nó nằm ở cái chỗ nào trong cái công nghệ sinh học, đúng chưa? Sau đó tiếp theo là khái niệm về công nghệ sinh học. Và bây giờ là khái niệm về công nghệ sinh học nó là cái gì hả? Các bạn nào nhớ không? Bùi Thu Hồng. Khái niệm về công nghệ sinh học là gì hả? Bùi Thu Hồng. Bùi Thu Hồng có đó không? Bùi Thu Hồng có đó không hả? Bùi Thu Hồng không đi học đúng không? Cao Thị Hoài Nhi. Cao Thị Hoài Nhi đâu? Hay là cứ bật máy rồi để đó. Cô À, khái niệm về công nghệ sinh học môi trường là gì? thưa Công nghệ sinh học môi trường là gì hả? cô, công nghệ sinh học môi trường là công nghệ sử dụng nghệ sinh học. Là sự kết hợp nguyên lý của nhiều ngành khoa học và kỹ thuật để sử dụng khả năng sinh hóa của vi sinh vật, thực vật hay một phần cơ thể sinh vật để phục hồi, bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững các tài nguyên môi trường ạ. À, vậy thì vai trò của công nghệ sinh học môi trường là gì hả Đặng Phước Hữu? Mình cảm ơn Nhi. Vai trò của công nghệ sinh học môi trường là gì Đặng Phước Hữu hả? Đó là vai trò của nghệ sinh học là Công nghệ sinh học môi trường. nghề công nghệ sinh học Vai trò của công nghệ sinh học môi trường. là việc sử dụng một số sinh vật là nhằm mục đích à, đâu rồi Cái đó là khái niệm rồi. vai trò vai trò của công nghệ sinh học môi trường đó là chức năng là xử lý các hệ sinh thái bị ô nhiễm, xử lý các độc thải và chất thải rắn, xử lý chất thải và nguồn ô nhiễm sông hồ, bảo vệ môi trường bằng những công nghệ mới. Vậy tóm tắt nào lại nó là làm cái gì? Giả dụ như không ngồi đọc á, thì tóm tắt lại, ví dụ như ai bất tử nhân sự hỏi bạn thì nó là cái gì? Là nhằm mục đích là cải tạo môi trường. Cải tạo môi trường rồi gì nữa? Và xây dựng và phát triển bền vững một môi trường trong. Đúng rồi, trước khi cải tạo thì là cái gì? Cải tạo là tại vì sao? Tại vì nó đã hư rồi thì mới cải tạo đúng không? Nó dở rồi thì mới cải tạo. Còn trước cải tạo thì mình có cái gì nữa? Bảo vệ môi trường và Đúng xuất. rồi, phải bảo vệ môi trường trước, đúng nha các bạn. Bảo vệ cải tạo môi trường rồi để mà xây dựng phát triển môi trường bền vững. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ qua một cái phần đó là vị trí của công nghệ sinh học môi trường trong hệ sinh thái. Thì căn cứ trên cái sơ đồ này, theo các bạn vị trí của công nghệ sinh học môi trường trong cái sinh thái là như thế nào? Mình cho các bạn 7 phút đi ha, để mà thảo luận nhóm. Là cái này hoạt động nhóm với mình, nhóm thì biết hết rồi đúng chưa? Trong cái LMS các bạn biết là nhóm nào rồi, bởi vì khi mà các bạn ở trong nhóm đó các bạn sẽ thấy nó thể hiện gì đó đúng không? Bữa hôm mình có coi của một bạn sinh viên rồi. Hiểu yêu cầu chưa các em? Ví dụ như mình yêu cầu gì đó, đứa nào đó dạ hoặc là gì đó tiếng với. Các bạn hiểu cái yêu cầu chưa? Mấy đứa hiểu yêu Rồi. cầu. Rồi, căn cứ trên cái sơ đồ này thì cho mình biết là vị trí của công nghệ sinh học môi trường trong sinh thái là nó nằm ở đâu.
và cái này là làm việc nhóm thảo luận thì trên những cái forum mà mình đã đưa cho các bạn ở trên LMS á. Bảy phút em nha. Em để cái gì? Món gì? Các bạn có biết cách thảo luận trong cái forum đó không? Dạ không ạ. À, các bạn vô trong đó nha, mình thuộc nhóm nào thì vô trong đó. Các bạn vô trong đó chưa? Dạ rồi. À, sau đó là trong đó là chỉ có nhóm của các bạn với nhau thôi, xong đó các bạn muốn thảo luận cái gì thì các bạn đánh máy lên đó thì cả nhóm cùng thấy rồi cùng phản hồi lại với nhau, nó giống như Zalo mà group Zalo vậy đó. Các bạn có thấy không? Đánh vào thêm chủ đề mới hả cô? Thêm chủ đề mới rồi sau đó ở dưới đó các bạn nói gì thì nói, ở dưới đó thì những cái bạn ở trong cùng group sẽ thấy ở trong đó rồi phản hồi lại ở trong đó. Hiểu ý không? Được chưa mấy em? Được không em? Tại mình chả thấy ai lên lên trên group thảo luận hết. Cô đang làm cô? Cái gì em? Đang làm đấy cô, chứ không phải là À, chơi đang với. làm. Ừ. Các bạn đã được sử dụng hướng dẫn LMS chưa? Dạ chưa. Chưa hả ta?
Mình coi nó có cái file hướng dẫn sử dụng không? Nó chỉ có hướng dẫn sinh viên đăng nhập vào hệ thống. Chắc mai mốt trường sẽ làm cho các bạn á. Xong chưa các em? Xong chưa thì ới lên tiếng coi nào. Chưa xong nói tiếng nào. Được chưa? À, vậy thêm 5 phút nữa nghe. Cái gì mình hỏi thì trả lời cái. Thì thêm 5 phút nữa mình kêu, bắt đầu kêu các nhóm nha.
Rồi, có nhóm nào xong chưa? Các bạn xong chưa hè? Dạ chưa. Sao lâu vậy ta? Vậy 5 phút nữa nha. Mà sao mình chả thấy ai thảo luận đồ gì ở trên các group vậy hả? Các bạn có biết cách làm không? Dạ cũng biết một chút ạ. Có gì vậy thôi mình thống nhất là đến 7:45 bắt đầu nha. Để mình coi thử thảo luận ở đó, mình thấy nghĩa thảo luận rồi đây nè, trả lời rồi, được rồi. Tại căn cứ trên cái thảo luận nhóm đó, mình cũng chấm điểm quá trình cho các bạn nữa đó.
Hồng Ngọc đâu? Hồ ở quên Hồ Thị Bích Ngọc. Hồ Thị Bích Ngọc đâu? Dạ nha, bạn bị cúp điện nên bạn vừa mới bị ao ra. Rồi. Đây đây. Rồi. Để mình gọi một bạn nữa coi nha. Cao Thị Hoài Nhi. À thôi gọi rồi mà đúng không? Trần Thị Thu, Trần, Trần Thị Thu. Dạ alo. Cái gì em? Dạ. Rồi em trả lời cái câu hỏi của mình đi. Công nghệ sinh học môi trường theo thì nghĩ là không cần thiết vì vì nó có sẵn rồi nên là công nghệ sinh học chỉ để chỉ dùng để bảo vệ và cải tạo lại. À, dùng để bảo vệ và cải tạo lại. Thì các bạn thấy ngày xưa khi mọi thứ cân bằng á, đúng không? Thì mình nghĩ thì ví dụ như là thực vật nè, lấy như hồi nãy mình nói đó, chuyển năng lượng từ mặt trời, mọi thứ đều ổn định hết. Nhưng mà vào càng về sau khi mà con người phát triển ngày càng nhiều nè, dân số càng tăng, tác động vào trong môi trường ngày càng nhiều, khai thác tài nguyên ngày càng nhiều, mất cân bằng sinh thái. Từ đó thì các bạn thấy sao? Môi trường bị tác động thì cái vai trò công nghệ sinh học môi trường mới bắt đầu được thể hiện, đúng không các bạn? Lúc đó các bạn mới thấy được cái vị trí của công nghệ sinh học môi trường. Chứ cái thời ăn lông ở lỗ, thời tiền sử thì người ta đâu có quan tâm nhiều đến công nghệ sinh học môi trường. Bởi vì từ cái vai trò của công nghệ sinh học môi trường thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được cái vị trí của công nghệ sinh học môi trường. Vai trò của nó là gì? Bảo vệ này, cải tạo này, duy trì khả năng là gì? Phát triển bền vững, đúng chưa? Cho nên ngày xưa, thật là xưa khi mà dân số không nhiều, tác động của con người vào trong môi trường không nhiều thì cái vai trò của công nghệ sinh học môi trường các bạn sẽ không thấy rõ. Nhưng vào những cái thời này chẳng hạn, hoặc là khi mà công nghệ, các nền công nghiệp và phát triển, công nghiệp phát triển này, thải ra môi trường ngày càng nhiều thì các bạn sẽ thấy được cái vị trí của công nghệ sinh học môi trường trong hệ sinh thái, đúng chưa? Đó là cái phần vị trí. Vậy công cụ sinh học của công nghệ sinh học môi trường là gì? Nó có bốn cái công cụ chính, đó là vi sinh vật, thực vật, động vật không sinh sống và cao phân tử sinh học. Còn đối với những động vật có xương sống bậc cao thì không phải là công cụ chính ở trong cái công nghệ sinh học môi trường này. Nó là công cụ ở trong cái công nghệ sinh học động vật là chính, đúng chưa? Còn trong công nghệ sinh học môi trường thì chủ yếu sẽ áp dụng bốn cái đối tượng. Đó là vi sinh vật, thực vật, động vật không xương sống và cao phân tử sinh học. Theo các bạn, vi sinh vật là bao gồm những đối tượng nào? Nhớ lại bên vi sinh vật học nói cho mình nghe nào. Vi sinh vật bao gồm những đối tượng nào hè? Tô Thị Thanh Tú. Dạ, thưa cô, vi sinh vật thì bao gồm... Nói to to lên em. Dạ, vi sinh vật thì bao gồm những động vật có kích thước rất là hiển vi. À, vi sinh vật không kêu là những động vật nha. Dạ, dạ, những sinh vật có kích thước. Nó nằm, nó là những cái kích thước riêng ra rồi nè. Dạ. Rồi, nói lại đi Tú. Dạ, là những sinh vật có kích thước những sinh vật đơn bào hoặc đa bào có kích thước rất là hiển vi, không quan sát được bằng mắt bình thường. Gồm những đối tượng nào cho mình vài cái ví dụ đây nè. Nhà nó thì có vi khuẩn, nấm, tảo, động vật nguyên sinh. Đúng rồi. Còn một đối tượng nữa. Gần đây bị bệnh đó là do cái gì? Dạ, virus. Đúng rồi, thêm virus nữa là những cái đối tượng của vi sinh vật. Rồi, thực vật thì các bạn học môn thực vật bậc cao rồi đúng chưa? Tất cả rất là nhiều thứ gồm trong cái thực vật này là những đối tượng là có diệp lục, có khả năng quang hợp, có cellulose, vân vân. Động vật thì lưu ý chỉ là những động vật không xương sống và các cao phân tử sinh học mà thôi. Về phạm vi nghiên cứu của cái công nghệ sinh học môi trường này thì là môi trường mà, cho nên là nó sẽ nghiên cứu là môi trường đất, môi trường nước và môi trường không khí,
Lưu ý như vậy nha, tức là tất cả những cái yếu tố ở trong ba cái loại môi trường sống mà chúng ta đang sống. À, các bạn nhớ khi học môn cơ sở khoa học môi trường hoặc là môn cơ sở khoa học môi trường đúng không? Các bạn học môn đó đúng không? Hoặc là môi sinh môi trường gì đó thì chúng ta có mấy loại môi trường các em? Môn của thầy Nguyễn Văn Học hoặc là thầy Lê Viết Ngọc hoặc là cô Bình dạy á, mình không nhớ cái tên nữa. Chúng ta có mấy loại môi trường nè? Nguyễn Tất Thắng. Môi trường được chia làm những dạng nào hả Nguyễn Tất Thắng nè? Dạ cô nhắc lại được không cô? Môi trường được chia làm những cái dạng môi trường nào? Dạ đất nước và không khí. Còn cái môi trường nào nữa không? Dạ môi trường vi sinh vật. Môi trường vi sinh vật là môi trường gì ta? Môi trường vi sinh vật là môi trường gì Thắng? Không. À, bạn Trần Nguyễn Uyển Nhi đi. Trần Nguyễn Uyển Nhi đâu rồi? Dạ mic bạn bị hư rồi đó cô. Vậy là Lê Thị Bạch Mai. Dạ thưa cô, là môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước và môi trường sinh vật. Đúng rồi, nó có bốn loại môi trường, đó là đất, nước, không khí và sinh vật. Nó gọi là thủy quyển nè, khí quyển nè, địa quyển nè và sinh quyển, đúng chưa? Nó có bốn loại môi trường đó. Thì ở đây phạm vi nghiên cứu của cái công nghệ sinh học môi trường này nó tập trung vô ba loại môi trường chính, đó là nước, không khí và đất mà thôi. Các em lưu ý như vậy nha. Rồi, vi sinh vật trong môi trường thì ở đây chúng ta thấy là nó có ở khắp mọi nơi. Khắp mọi nơi thì ở đâu? Khi mà mình học vi sinh vật thì có ở tất cả mọi nơi, từ trên cơ thể vân vân, màng sinh học, cho nên các bạn thấy là tất cả các thực hành mà các bạn làm với vi sinh vật đúng không, trong cái môn vi sinh vật học thì hầu hết nếu đó là những cái bài thực hành mà yêu cầu những cái chủng thuần vân vân là các bạn phải làm ở trong bắp cấy để tránh sao nhiễm khuẩn ở ngoài môi trường, hoặc là nếu mà vì á, là quá đông thì các bạn phải làm ở trên bench của phòng thí nghiệm á, thì khi các bạn mở cái đĩa Petri hoặc là cầm cái ống nghiệm mà thì các bạn đều phải cầm nghiêng nghiêng đúng không, hoặc là mở không hoàn toàn mở cái nắp của đĩa Petri mà vẫn phải mở hé rồi sau đó mới rìa cái cây rìa vô, cho nên là để tránh gì, tránh nhiễm khuẩn, bởi vì ở đâu trong không khí cũng có, trong nước, trong đất cũng có, trên da các bạn cũng có. À, kể cả bây giờ trên ngón tay các bạn in vô trong trên một cái đĩa thạch dinh dưỡng như Sranaga chẳng hạn thì ủ trong vòng 24 tiếng ở 37 độ C là ngày mai trong cái dấu ngón tay đó là lên đầy các loại vi khuẩn, vi nấm, cho nên là vi sinh vật có ở khắp mọi nơi. Như hồi nãy mình có hỏi một bạn là vi sinh vật bao gồm những đối tượng nào thì bạn có kêu là nấm, nhưng mà các bạn lưu ý đó là vi nấm nha. Còn nấm ở môn thầy Nguyên có học rồi đúng không? Thì nó lại thuộc một cái nhóm nữa. Đó là cái nhóm nấm, lưu ý như vậy, nhóm nấm lớn. Đó, các bạn lưu ý như vậy, đó là vi sinh vật. Vi sinh vật ở đây là vi khuẩn, vi tảo, virus, sinh vật cổ, vi sinh động vật và vi nấm. Chủ yếu chúng ta tập trung là vô những cái đối tượng này để sử dụng. Cũng như là ở đầu cái bữa trước mình nói với các bạn đó thì bài sẽ tập trung chủ yếu cho vô vi sinh vật, vi khuẩn và ở hai cái đối tượng chính để xử lý ô nhiễm môi trường, đó là vi sinh vật và và thực vật, chứ không thực hành nhiều ở trên cái đối tượng động vật nguyên sinh và cao sinh học phân tử. Trong những bài thực hành sắp tới các bạn được hướng dẫn cũng chủ yếu là hai đối tượng đó là vi sinh vật và thực vật, các bạn lưu ý như vậy nha. Về cái sự đa dạng của sinh giới thì ở đây là cây sinh giới với cái ba nhóm. Các bạn học ở trong thực vật rồi, có hai cái cây sinh giới đúng không? Cái cây sinh giới thứ nhất là cái cây sinh giới chia thành ba cái nhánh, và cái cây sinh giới thứ hai mà được tập trung và được chấp nhận nhiều đó là cây sinh giới năm nhánh đúng không các bạn? Thì ở đây các bạn sẽ thấy ở những cây sinh giới này thì các bạn sẽ thấy những cái đối tượng mà mình quan tâm nghiên cứu nó nằm ở những cái nhánh khác nhau. Ví dụ như ở cái cây sinh giới ba nhánh thì nguyên toàn bộ một cái nhánh là tập trung cho gì, vi khuẩn, các bạn thấy đó,
Rồi một số cái ví dụ như thực vật thì nó nằm ở nhánh là sao? Động vật có nhân. Rồi nấm ở đây các bạn lưu ý này, nó là động vật có nhân nhưng mà vi nấm nó cũng là động vật có nhân. Nó sẽ có hai cái loại cây sinh giới. Và hiện nay nếu như mình không lầm thì các bạn học môn thực vật học mà thầy Tý hoặc là thầy Lương Văn Dũng dạy cho các bạn đó thì người ta chấp nhận cái cây sinh giới hiện nay là cây sinh giới năm nhánh. Nhưng mà lưu ý cũng cái đầu tiên xuất hiện đó là cây sinh giới ba nhánh ở đây. Thì vai trò của vi sinh vật trong chu trình địa hóa, thì tại sao mình muốn các bạn quan tâm đến cái chu trình địa hóa? Các bạn có nhớ cho mình là cái chu trình địa hóa là cái gì không hề? Học trong môn cơ sở khoa học môi trường hoặc là cơ sở môi sinh gì đó, có một cái môn tên như vậy. Chu trình địa hóa là gì mấy đứa hè? Có đứa nào nhớ, nhớ sơ sơ, nhớ ý thôi, không cần phải cẩn thận từng câu từng chữ. Các bạn nào nhớ chu trình địa hóa là gì không? Trần Thị Mai Phương. À, các bạn nào đang bật mic á, thì tắt cái mic đi. Thưa cô, bạn Mai Phương bị cúp điện ạ. Vậy hả? Vậy thì Phan Thị Kim Ngọc. Nhà thưa cô, chu trình địa hóa là một chu trình mà phân tử hay nguyên tố hóa học di chuyển qua cả hai tầng sinh học, sinh quyển và phi sinh học, thạch quyển, khí quyển và thủy quyển của trái đất. Sinh quyển vào gì, thủy quyển của trái đất là sao? Có một bạn nào đó đang bật mic á, nói bạn đó tắt đi, tại vì nếu mà hai ba cái mic bật bật một lúc á nó khó nghe lắm. Rồi là sao hả Kim Ngọc? Là một quy trình mà một phân tử hay nguyên tố hóa học di chuyển qua cả hai tầng sinh học và phi sinh học. Rồi sao nữa? Hồi nãy em nói cái gì quyển quyển á. Tầng sinh học của nó là sinh quyển, còn cái phi sinh học nó là gồm có thạch quyển, khí quyển và thủy quyển. À rồi rồi mình hiểu ý rồi. Cái đơn giản nhất mà các bạn thấy là sao? Cái chu trình địa hóa là sự di vận hành, gọi là chu trình mà một chất sao từ cơ thể sinh vật ra bên ngoài môi trường rồi lại từ môi trường đi vào trong cơ thể sinh vật, nó tạo thành một cái chu trình như vậy. Cho nên cái chu trình này nó khá quan trọng ở chỗ với cái môn này, ở chỗ nào các bạn theo các bạn, bởi vì là sao các bạn biết không? Ví dụ như bình thường á, nó vận hành như vậy từ xa xưa đến giờ đúng không, môi trường nó cân bằng, nhưng mà dưới tác động của con người thì làm cho cái chu trình này nó bị biến đổi. Ví dụ một số chất nó không có còn được đi là quay trở lại chu trình nữa, hoặc là bỗng nhiên nhiên có một số cái chất lạ xuất hiện mà không biết là sẽ làm sao trong cái chu trình này. Giống như từ trước đến giờ nhà có bốn người ở với nhau vậy đó, bây giờ tự nhiên xuất hiện đâu 10 người chẳng hạn, ở giờ không biết sao để mà xử lý, nhà thì chỉ có bốn cái giường chẳng hạn, bây giờ tự nhiên có 10 người thêm vào, giờ không biết bố trí như thế nào đó. Rồi ví dụ như là không chỉ có thêm 10 người mà còn thêm 10 con trâu nữa, tức là những cái rất là lạ đối với cái thành phần từ trước của gia đình chẳng hạn. 10 con trâu này thì bán đi đúng không, mình thí dụ hơi ấy đó, cho nên là nó trở thành sao, là mất cân bằng. Mất cân bằng những chu trình dị hóa này nó sẽ dẫn đến là mất cân bằng môi trường sinh thái. Thì cái vi sinh vật cái trong cái chu trình sinh địa của các bạn á, chu trình sinh địa hóa của các bạn á, thì mình tin là các bạn đã học ở trong môn cơ sở khoa học môi trường rồi, cho nên mình sẽ không 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 có tập trung kỹ vào trong cái phần đó nữa. Nhưng mà mình muốn trình bày, mình muốn đưa đến cho các bạn là vi sinh vật nó đóng vai trò gì ở trong những cái chu trình sinh địa này. Thì các bạn sẽ thấy là tại sao đối với công nghệ sinh học môi trường thì cái đối tượng vi sinh vật và cái đối tượng thực vật nó lại có vai trò quan trọng như vậy. Thì ở trong cái vi sinh vật á, thì từ trước đến giờ thì các bạn thấy nó đóng vai trò là phân hủy và tiêu thụ đúng không? Nếu không có vi sinh vật thì rất là nhiều tài liệu các bạn thấy người ta sẽ nói là sao? Trái đất là trở thành một cái thùng rác rất là nhiều, rất là cao với đầy rác thôi. Tại vì cứ thải ra nhưng mà không có cái gì phân hủy hết đúng không? Giống như các bạn thấy mình ăn xong một quả chuối, mình thải cái vỏ chuối ra, mình vứt cái vỏ chuối ra ngoài, không có vi sinh vật thì cái vỏ chuối nó vẫn cứ nằm yên như vậy. Rồi đến ngày mai mình lại ăn thêm một quả chuối, mình lại vứt cái vỏ chuối đó ra ngoài,
rồi 1, 2, 3 cả chùm chuối, cả gọi là cả nải chuối như vậy, đúng không các bạn? Không có gì phân hủy cả, mà đó là một cá nhân thôi, mà đâu phải chỉ có ăn chuối ngày thì ăn rau, ria, thịt cá, tùm lum, đúng không các bạn? Cái lượng thải ra của cái con người thông qua các hoạt động, ví dụ như là sinh hoạt bình thường này, rồi sản xuất này, vân vân, thì các bạn thấy là rất là lớn. Nếu không có vi sinh vật thì sao? Nó không thể nào mà phân hủy được những cái chất này để trả lại cho cái chu trình, trả lại cho cái vòng quay cơ bản của trái đất. Nó cũng còn gọi là cái sinh vật tiêu thụ những cái chất này nữa. Ngoài ra các bạn lưu ý có một cái đối tượng ở trong vi sinh vật, nó gọi là sinh vật sản xuất, là gọi là cyanobacteria. Đó là cái loại sinh vật nào các bạn nhớ không? Học vi sinh rồi, chắc chắn là có học cái đối tượng này. Các bạn có nhớ cái thằng nào mà vi sinh vật mà lại là sinh vật sản xuất không? Chứ cứ khi nói đến vi sinh vật là người ta nghĩ ngay đến đó là sinh vật phân hủy và sinh vật tiêu thụ. Nhưng mà có một đối tượng gọi là sinh vật sản xuất ở trong cái nhóm vi sinh vật này. Là đối tượng nào hả bạn? Đinh Hữu Trọng. Đinh Hữu Trọng dạ, có đó. Cô. Dạ có. Nói to lên em. Dạ, cô nhắc lại câu hỏi của em được không ạ? Thì cái sinh vật sản xuất trong đối tượng vi sinh vật này là gì? Lưu ý nghe, lần sau đừng nói mình nhắc lại câu hỏi, bởi vì từ trước đến giờ mình dạy mười mấy năm rồi mình biết nhất là cái câu đó. Họ do mạng ở chỗ em chập chờn đó cô. Sinh vật sản xuất trong cái vi sinh vật á, thì cứ nói đến vi sinh vật, nó là sinh vật người ta biết, đó là sinh vật phân hủy và tiêu thụ. Nhưng có một đối tượng gọi là sinh vật sản xuất trong nhóm vi sinh vật này, thì đó là đối tượng nào em nè? Dạ cô làm em không biết. Rồi vậy Trần Nguyễn Uyển Nhi gọi chưa ta? Hình như gọi rồi hả? Trần Nguyễn Uyển Nhi đâu? Dạ mic bạn bị hư á cô. À rồi vậy để mình gọi một bạn khác coi nè. Nhóm khác đi ha. Đỗ Thùy Trang. Dạ cô lại em chưa suy nghĩ ra. Vậy cyanobacteria là cái gì? Cái này đâu phải suy nghĩ đâu, cái này nhớ thôi mà. Sinh viên công nghệ sinh học mà. Cyanobacteria là cái gì vậy các em? Bài này thực vật học ai dạy? Thầy Chính. Thầy nè. Thầy Chính. Thầy Chính. Ồ, thầy Chính vậy chắc chắn phải có cái này rồi. Ngày xưa mình là cũng thầy Chính dạy luôn đó các bạn. Cyanobacteria là cái gì hè? Dạ của cô là vi khuẩn lam. Đúng rồi, vi khuẩn lam. Các bạn thấy hay còn gọi là tảo lam, đúng chưa? Cho nên là khi mà thầy dạy cho các bạn, mình tin là thầy sẽ nói cái này, mình nghĩ là vậy. Thì các bạn thấy là nó hay bị nhầm lẫn giữa tảo, tại vì nó có tên là tảo lam. Cho nên người ta ví dụ như là không để ý thì sẽ nghĩ nó là tảo, bởi vì nó có diệp lục đồ vân vân. Nhưng thật ra nó là vi khuẩn, nó là vi khuẩn lam. Vi khuẩn, vì nó là vi khuẩn cho nên là nó có nhân chưa? Khi người ta hỏi đến các bạn là, người ta hỏi là tảo lam là có nhân thật hay nhân giả? Thì khi nghe đến tảo một cái là nhiều người hay bị lầm á, là tảo mà là đối tượng và thuộc cái nhóm về vi tảo có nhân thật, nhưng mà cái riêng cái thằng tảo lam này là thực tế cái tên của nó phải gọi là vi khuẩn lam. Mà vi khuẩn lam này á là ví dụ như các bạn nữ nào mà hay ăn cái viên spirulina, các bạn có biết ăn cái viên tảo spirulina mà để giảm cân hoặc là tăng cân không? Đó, nó là một cái loại sinh vật có rất là nhiều cái tác dụng trong cơ thể, là nhiều vitamin, khoáng chất, protein, vân vân. Và nó có diệp lục cho nên là nó là sinh vật sản xuất, một đối tượng duy nhất trong nhóm vi sinh vật nó có khả năng được gọi là sinh vật sản xuất. Nói là duy nhất thì không phải. Có một cái nữa, có một nhóm nữa gọi là vi khuẩn tía.
thì nó cũng có, cũng là sinh vật sản xuất. Ở cái vi khuẩn tía này khi mà các bạn đọc đó, nó có tên là purple bacteria. Purple là màu tím đó, nhưng mà trong cái các tài liệu Việt Nam của mình dịch đó, là hay dịch là vi khuẩn tía. Một số tài liệu sẽ dịch là vi khuẩn tím, nhưng mà khi các bạn muốn search hay là muốn đọc những cái bài báo nguyên mẫu của nó ở trong tiếng Anh á, thì các bạn cứ search là purple, purple tức là màu tím á, bacteria. Đây là thuộc một nhóm những cái loại vi khuẩn cổ có khả năng với, ví dụ như với cyanobacteria là quang hóa, còn cái loại này là hóa, sử dụng hóa chất để mà tự tạo sinh vật, tự tạo chất dinh dưỡng cho mình. Còn cyanobacteria là sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, CO2. Còn cái vi khuẩn tía này là năng lượng ánh sáng mặt trời và hóa chất, tức là hóa qua quang hóa năng đó, để mà tạo ra cái sản phẩm cho mình, chứ không cần sử dụng những cái hợp chất hữu cơ có sẵn dưới dạng phân hủy và tiêu thụ để làm cái năng lượng cho mình. Mà những cái sinh vật sản xuất này, ví dụ như vi khuẩn lam, vi khuẩn tiết, thì có thể là tự tạo ra cái vật chất hữu cơ cho mình. Thì trong đó nó có hai cái nhóm như vậy. Thì vai trò quan trọng trong cái chu trình, thì ví dụ như các bạn đã học là có chu trình carbon oxy, chu trình nitơ, chu trình lưu huỳnh, chu trình phốt pho và một số cái chu trình khác nữa, nhưng mà mình sẽ tập trung vào một số bốn cái chu trình này. Các bạn nhớ là cái chu trình quan địa hóa, thì ví dụ như mình nói một loạt các loại nitơ, lưu huỳnh, phốt pho, carbon oxy đó, nhưng mà nó có thể chia ra là mấy loại, mấy đứa có nhớ không? Các bạn có nhớ không nè? Là các em, nó có thể chia ra là mấy loại hả? Nó có thể chia ra làm hai loại chính. Một loại đó là chu trình gọi là kín, tức là nó đã chạy đúng một vòng. Và một loại chu trình là không kín, nó không có chạy hết một vòng. Thì kín và không kín như thế nào thì mình tin là các bạn đã học rồi đúng không? Trong môn cơ sở khoa học môi trường. Thì ở đây khái quát về chu trình sinh địa hóa, thì các bạn thấy như là hồi nãy mình có gọi một bạn phát biểu đó, thì đó là cái chuyện vận chuyển năng lượng từ sinh vật ra ngoài môi trường phi sinh vật, rồi xong lại quay trở lại môi trường sinh vật, đúng chưa? Thì cái vòng tuần hoàn vật chất hay còn gọi là cycle of materials của cái hệ sinh thái thường được gọi là vòng tuần hoàn sinh địa hóa học, một số gọi tắt là vòng tuần hoàn địa hóa học. Nhưng mà sinh địa hóa học bởi vì sao nó có đi vào cơ thể sinh vật? Đó là tiếp nhận chất dinh dưỡng, chất khoáng từ môi trường phi sinh vật, ví dụ như khí quyển, nước và đất, tổng hợp thành hợp chất hữu cơ sử dụng ở trong cơ thể sinh vật, sau đó cuối cùng là bị phân giải để trở về môi trường phi sinh vật quay trở lại. Đây là cái đến định nghĩa của cái vòng tuần hoàn sinh địa hóa học. Cho nên rất là quan trọng có một cái khâu là gì? Khâu phân giải này, phân giải để quay trở về cái môi trường phi sinh vật. Mà cái vai trò phân giải này, cái đối tượng phi sinh vật là nó hết sức là quan trọng, đúng không? Ví dụ như ở bên thực vật cũng có thể thực hiện những cái công đoạn đó, nhưng mà cái hiệu suất nó không cao bằng vi sinh vật. Bởi vì khi nói đến vi sinh vật là người ta nói đến gì? Nhóm sinh vật phân giải và tiêu thụ. Khi nói đến nhóm thực vật thì là nó nói đến gì? Nhóm sinh vật sản xuất, đúng chưa? Nó có những cái đặc thù. Ví dụ như nói đến CSK43 chẳng hạn là nhóm công nghệ sinh học. Rõ ràng họ có những cái đặc thù riêng ở trong cái chương trình đào tạo, khác hẳn với SHK42 chẳng hạn. Cái chương trình đào tạo của họ khác hẳn, nó có những cái đặc thù riêng như vậy, đúng chưa? Thì nói lại một lần nữa là vòng tuần hoàn vật chất nó là sao? Nó tiếp nhận vào trong cơ thể sinh học, sinh vật, dinh dưỡng, nè, khoáng chất vân vân từ cái môi trường vi sinh vật, sử dụng chuyển hóa thành các hợp chất hữu cơ, làm các thao tác từ quang hợp nè, hô hấp nè, đúng không? Tổng hợp ra các hợp chất hữu cơ, sau đó nó lại bị phân hủy và chuyển về lại môi trường phi sinh vật. Đó là cái định nghĩa về cái vòng tuần hoàn vật chất. Về loại hình thì ta chia làm nhiều loại, có thể là loại là tuần hoàn nước, tuần hoàn khí hay là tuần hoàn kiểu trầm tích. Nó có dụ như là tuần hoàn nước,
tuần hoàn khí hay là tuần hoàn kiểu trầm tích. Cái loại hình tiếp theo có thể phân chia, có thể là kiểu tuần hoàn khí, đó là lấy từ kho dự trữ khí. Trầm tích là kho dự trữ là đất và nham thạch. Thì các bạn khi thấy bờ được phân loại thì các bạn sẽ biết nó đi vào những cái chỗ nào. Và một loại là tuần hoàn quá độ, có đặc điểm cả hai loại tuần hoàn trên. Tuần hoàn nước thì dễ rồi, đúng chưa? Tuần hoàn khí thì kho dự trữ là khí, quyển và đại dương. Cho nên ví dụ như nước đó, rồi CO2 đó, oxy đó, cho nên người ta mới kêu là đại dương là cái kho dự trữ CO2 và oxy lớn nhất. Kiểu tuần hoàn trầm tích là kho dự trữ là đất và nham thạch. Kiểu tuần hoàn quá độ là cả hai bên. Nó có một cái loại hồi nãy mình nói là kiểu tuần hoàn hoàn chỉnh, đi đúng một vòng. Và kiểu tuần hoàn không hoàn chỉnh, hay còn gọi là kiểu tuần hoàn hở, không đi đúng một vòng. Vậy không đi đúng một vòng thì nó đi đâu? Trong cái đi đâu hả các em? Có nhớ không? Cái phần này mình chỉ tóm lại thôi chứ mình sẽ không dạy lại của cái môn cơ sở khoa học môi trường. À, có một môn bảo vệ môi sinh. Đúng rồi, các bạn có học cái môn đó không hả? Dạ không ạ. À, vậy cơ sở khoa học môi trường có học cái môn đó không? Môn đó mình nhớ là cái nhóm ba cái người đó mình không biết là ai dạy, tới thầy Ngọc, cô Bình với thầy Ngọc kia, mình không biết là hiện nay là phân cho ai, mình không có để ý lắm. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó có hai cái tuần hoàn hoàn chỉnh và tuần hoàn không hoàn chỉnh. Lát hồi đi từng cái chu trình sinh địa thì các bạn sẽ biết được cái nào nó xếp trong cái tuần hoàn không hoàn chỉnh và cái nào nó sẽ xếp vào tuần hoàn hoàn chỉnh. Và sau đó thì sẽ hiểu được không hoàn chỉnh là như thế nào. Không hoàn chỉnh thì cái nghĩa trên mặt chữ, đúng không? Tức là nó không chạy đúng một vòng. Ví dụ như với CO2 chẳng hạn, hoặc là với oxy chẳng hạn, nó sẽ chạy đúng một vòng tròn vô trong cây, rồi sau CO2 được tạo ra từ quá trình hô hấp. Hô hấp xong rồi cây sẽ sử dụng trong quá trình quang hợp, rồi lại tạo ra oxy, rồi lại cứ hô hấp quang hợp nó chạy đúng một vòng. Còn một số cái, ví dụ như phốt pho chẳng hạn, nó không có chạy đúng một vòng, nó sẽ dừng lại ở một số vị trí. Thì lát hồi các bạn sẽ thấy. Thứ nhất, chu trình oxy. Cái chu trình dễ nhất rồi. 3 phút mình gọi một bạn nha, nói cho mình chu trình oxy như thế nào. 5 phút đi ha. 3 phút có vẻ hơi giật gân quá. 5 phút. Mình gọi tên chứ không gọi theo nhóm nữa. Có vẻ học đến môn mình nhiều nơi cúp điện quá ta. Mình thấy cái Zalo của các bạn thấy kêu cúp điện quá trời nè. Mít không có đông rồi, hạn chế dùng mít đâu Minh Châu. Bởi vì những cái hội thảo của mình quốc tế là đến mấy trăm người lận, mà tất cả mọi người đều nói được bình thường hết đó Châu ạ. Trong khi lớp mình được có 66 người đang online chứ mấy. Có bạn nào bị như bạn Minh Châu không? Mà em đang tắt tiếng mà. Ở trên màn hình của Minh Châu em đang tắt cái micro rồi nè Minh Châu.
Lạ ha. Thì các hội thảo của mình hầu hết là trên Zoom và Meet. Như cái hôm mà mình cho các bạn nghỉ đó, một cái hội thảo đến 250 người mà tất cả mọi người đều nói hết. Rồi xong chưa? 3 phút rồi, còn 2 phút nữa. Cái này thì dễ quá đúng không? Chương trình oxy này nè. Hương trầm đi. Hương trầm đâu rồi? Hay trầm hương gì đây nè. Dạ đây cô. À, rồi chờ trình bày cho mình chương trình oxy. Dạ thưa cô, chương trình oxy là chương trình tuần hoàn của oxy trong dự trữ chính là ở trong không khí Đúng rồi. khí quyển, trong không khí hay còn gọi là khí quyển, ở trong sinh quyển, trong thủy quyển và trong thạch quyển. Nhưng mà dự trữ chính là trong khí quyển, nhớ như vậy nha. Tiếp. Nhân tố mà phát động chính của chương trình oxy là quá trình quang hợp. Dạ thưa cô là sẽ chịu quá trình quang hợp. Quá trình này thì tạo ra sản phẩm chịu trách nhiệm cao cho cái sự sống hiện tại trên trái đất. Rồi tiếp, nó là cái gì? Dạ thưa cô là các khí oxy Sản phẩm chịu trách nhiệm cao cho sự sống trên trái đất nghe rất chi là cao siêu, em nói quách luôn là tạo ra oxy đi cho rồi. Em đang nói chương dạ trình oxy mà. Nói theo hiểu của mình đi cho dễ, đừng có đọc ở đâu đó rồi thành ra là nó rất chi là cao siêu và sau đó vài ngày sau lại không nhớ gì cả. Tiếp nè. Dạ thưa cô là oxy là một nguyên tố dồi dào trên trái đất. Thôi nói chu trình đi, mở đầu nhiều quá. Cái chu trình nó như thế nào? Chu trình tức là mình muốn biết được nó đi đâu về đâu, nó ra sao, chứ còn 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 nó là một chu trình, một cái khí đảm bảo sự sống trên trái đất. Được rồi, dồi dào trên trái đất, được rồi. Bây giờ chu trình nó như thế nào, nói mình nghe coi nào. Dạ thưa cô, theo em là oxy từ tự nhiên ở trong môi trường tự nhiên thì sau đó sẽ được các sinh vật trên trái đất sử dụng vào mục đích sống, như là sử dụng vào quang hợp của cây và các Oxy mà sử dụng vào quang hợp là sao em? Oxy sử dụng trong quá trình dạ, gì? sử dụng vào quá trình hô hấp. Đúng rồi, sao nữa? Dạ và sau đó thì sẽ được các sinh vật thải ra môi trường. Rồi sao nữa? Ô, cái chu trình này là cái chu trình dễ nhất thế giới đó chứ hả? À, thôi bạn nào giúp bạn này đi. Ô, cái sơ đồ nó ghi rất là rõ mà. Để mình coi tên các bạn coi nè. Đỗ Thùy Trang. Hình như gọi rồi đúng không ta? Đỗ Thùy Trang đâu? Có cái chu trình này là cái chu trình dễ nhất á, mình nghĩ vậy. Đỗ Thùy Trang đâu rồi? Đây là họ tự Dạ biết. đây, dạ. Chu trình oxy em. Dạ thưa cô, chương trình oxy là ở đâu thôi. thưa cô là oxy là thực vật và động vật thì sử dụng khí oxy để hô hấp Đúng và rồi. trả lại cho không khí và nước ở dưới dạng Gọi là carbon nước hả? dioxide. Nước Dạ hả? dạ Nước không gọi là carbon dioxin hả? dạ không ý là trả lại cho không khí ở dạng carbon Đúng rồi. dioxide. Carbon dioxide đó là cái gì vậy? Dạ thưa cô là CO2. Gọi CO2 đi cho nó thuần việc một tí rồi sau đó là nhớ cho nó lâu lâu giúp mình tí. Dạ thưa cô, sau đó thì được Thật thật. tảo và thực vật xanh trên Đúng cạn rồi. hấp thu và chuyển hóa thành carbon hydrate trong quá trình quang hợp. Và thải ra cái gì?
Dạ thưa cô, là thải ra khí oxy. Và đưa lại khí oxy vào trong môi trường, đúng chưa? Cái chu trình oxy nó chỉ có vậy thôi. Nó nằm ở hai cái điểm mấu chốt là quang hợp với lại hô hấp. Quang hợp ở thực vật và hô hấp ở động thực vật ở trên 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 trái đất. Và quang hợp là ở những cái sinh vật sản xuất có diệp lục, đúng chưa? Đó là cái chu trình oxy. Tiếp theo là chu trình carbon. Chu trình carbon này thì mình đề nghị làm group giúp mình nha, tại nó hơi dài một tí. Chu trình carbon này 10 phút rồi sau đó mình bắt đầu gọi các group nha nha. Mình sẽ mở một cái thảo luận mới. Các bạn mình mở thấy các bạn mở cũng được, tức là chu trình carbon. Các bạn thảo luận trong này 10 phút nha các em. Các bạn thảo luận trong nhóm của mình rồi sau đó là trình bày cho mình. Bởi vì cái chu trình carbon này nó đi qua ba môi trường là môi trường đất, môi trường nước và không môi trường không khí. Chắc các bạn tự mở đi, sao cái của mình nó không có chạy.